Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Ok, thì hôm nay thì cái video của ngày hôm nay á thì mình sẽ khoe cho các bạn xem cái con hamster sóc của mình nó mới đẻ được 6 con hamster baby nha các bạn. Đó. Thì nói chung á là nó mới đẻ ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua thì nói chung á là mình thấy nó mới đẻ các bạn. Cho nên là mình không có dám quay sợ nó động nó không nuôi con nữa thì cũng mất công dữ lắm. Và hôm nay là ngày thứ hai rồi và hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Và cái nội dung chính của ngày hôm nay, thứ nhất là mình khoe cái bầy hamster của mình đó, bầy hamster baby của mình nó mới đẻ ngày hôm qua. Và cái nội dung thứ hai á là mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn những cái bước cơ bản mà các bạn có thể thực hiện trước khi mà hamster của bạn nó đẻ, một hoặc là hai ngày trước khi nó đẻ, và sau khi hamster nó đẻ thì chúng ta sẽ cần làm những cái gì cho hamster của bạn nó nuôi con rất ok nhất và cái tỷ lệ hamster baby nó sống là ok nhất nha. Đó, thì nói chung là cái chủ đề này á thì có rất là nhiều bạn hỏi mình đó trên Facebook đồ các thứ các kiểu luôn. Và hôm nay sẵn tiện cái con hamster sóc của mình nó mới đẻ nè các bạn, đó thấy mặt đâu đó, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn để các bạn có thể nuôi hamster baby nó ok nhất nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bầy hamster của mình nha. Đó, thì sáng giờ mình coi là tổng cộng là 6 con nha các bạn, đó 2, 4, 5, 6 đủ nha, 6 con đó. Và nói chung nó mới đẻ ngày hôm qua thôi, cho nên là hôm nay thì nói chung là da nó còn rất là đỏ và nó rất là nhỏ luôn nha. Đó, thì theo mình thấy thì nếu như mà hamster campbell dòng nhỏ nhỏ như thế này mà nó đẻ thì 6 con là nói chung là nhiều rồi các bạn. Đó, mắt của nó thì mình không biết là bao nhiêu con, nhưng mà mình thấy là 6 con là khá là nhiều đó. Ok, thì nói chung là mấy con này thì khi mà các bạn nuôi thì các bạn sinh sản thì các bạn lót quần cưa nha, để cho nó giữ ấm. Và ở đây mình để chung với một con đực nha. Vì sao mà mình để chung với con đực? Tại vì con đực này nó rất là hiền. Đó, và kỳ trước á mình con này nó cũng đẻ một lần kỳ trước rồi. Và vô tình mình chưa tách kịp con đực ra và mình thấy con cái của mình nó đẻ rồi và mình chưa có tách con đực ra kịp á, cho nên là mình thấy để chung vậy nó con đực nó cũng không có ăn con hamster baby, và đồng thời á là nó không có khóa phá phách gì con hamster mẹ hết, cho nên là mình để nguyên vậy luôn đó. Và nói chung thì con đực này nó rất là hiền các bạn, nó chỉ nằm ở đó chơi thôi mà nó không có qua chọc phá gì con cái hết đó, cho nên là mình để chung được. Còn trước khi mà các bạn hamster của bạn nó đẻ thì các bạn mình khuyên các bạn là nên tách đực ra nha. Đó, nếu như mà chuột đực của bạn nó hiền thì các bạn có thể để chung, còn nếu như mà nó hung á thì các bạn nên tách ra, mình khuyên thì các bạn nên tách ra đi để thôi nó ăn con hamster baby nữa thì mất công lắm đó. Ok, còn về cái vấn đề mà khi mà nó đang đẻ mà các bạn có bất gặp được á thì các bạn cứ để nguyên và đừng có nhìn hoặc là tiếp xúc gần gì tới nó hết. Tại vì sao? Khi mà các bạn lại gần chuồng nó thì hamster mẹ nó sẽ tập trung vào bạn đó, nó thấy cái mùi của bạn, mùi cơ thể của bạn lại á, nó sẽ tập trung vào bạn và nó sẽ làm mất tập trung của nó nha, và dẫn đến là có thể là nó sẽ không có đẻ nữa hoặc là nó sẽ gọi là không có nuôi con nó luôn đó. Cho nên là khi mà hamster mà nó đang nuôi con như thế này thì các bạn hạn chế việc tiếp xúc gần với nó đó, chỉ tới giờ các bạn cho nó ăn thức ăn đó, để thức ăn mới vào cho nó ăn, và hết nước thì các bạn thay nước mới cho nó uống thôi đó. Đó, ok, thì đây là con hamster của mình. Nói chung thì con sóc này kỳ trước nó cũng đẻ một lần các bạn, và mình thấy nó nuôi con rất là ok, nuôi con rất là dễ luôn đó, và tỷ lệ hamster baby nó sống thì rất là cao. Thì cũng tùy theo con thôi, có con nó nuôi con rất là dễ và có con thì nó nuôi con rất là khó, thì cái này cũng tùy theo con thôi chứ mình không có biết trước ở đâu đó. Còn về đồ chơi đồ á thì nói chung là trong một cái chuồng như thế thì các bạn chỉ cần để một chiếc queo thôi nha, để một chiếc queo cho nó ở thôi. Và chén ăn thì các bạn vẫn để như thế đó, một ngày thì các bạn thay cho nó một hoặc là hai lần thức ăn mới thôi là ok đấy. Còn mùng cưa thì các bạn vẫn để mùng cưa như thế này để cho nó làm tổ nha, đồng thời là để cho nó hút ẩm hoặc là làm tổ cho hamster baby nó được ấm. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ chốt lại những cái bước mà các bạn cần làm khi mà hamster của bạn nó sinh sản và nuôi con nha. Thì thứ nhất, trước khi á mà hamster của bạn nó đẻ khoảng trước 1 hoặc là 2 ngày á thì các bạn nên tách con đực ra nè, là điều thứ nhất nha. Thứ hai là nếu như mà các bạn đang lót cát sang hoặc là gỗ nén thì các bạn nên thay cái lót chuồng đó đi, và các bạn để mùng cưa vào như thế này để cho nó gọi là làm tổ cũng như giữ ấm cho hamster luôn. Và về cái phần chuồng trại thì nếu như mà các bạn nuôi trong một chuồng nhỏ quá thì các bạn có thể thay một cái chuồng lớn hơn cũng được, khoảng như cái chuồng này là ok nha. Và tiếp theo nữa là
Về thức ăn nữa thì các bạn cứ để đầy đủ như thế này cho nó ăn uống đầy đủ nha. Và cái điều quan trọng là các bạn không nên tiếp xúc gần với nó nha, không nên tiếp xúc gần, tại vì tiếp xúc gần thì cái tình trạng mà hamster nó không nuôi con nữa thì xảy ra rất là cao luôn đó. Và các bạn để chuồng hamster ở nơi yên tĩnh và không có những con vật như là chó, mèo hoặc là rắn mà nó bò qua nó chọc phá con hamster của bạn nha. Các bạn nên để chỗ yên tĩnh và an toàn nha. Rồi, và cái về cái phần đồ chơi thì các bạn chỉ nên để một chiếc queo thôi đó cho nó chơi thôi, tại vì nếu như các bạn để đồ chơi nhiều quá thì hamster mẹ của các bạn, con hamster mẹ nó có thể là nó ham chơi và nó sẽ bỏ hamster baby luôn đó. Thì đó là những bước cơ bản thôi và các bạn hãy thực hiện theo như thế này đó. Còn việc cái vấn đề mà thay mùng cưa mà cho hamster mà khi nó đang nuôi con á thì mình sẽ làm một cái video riêng vào cái video sau nha. Ok, rồi thì các bạn cứ để như vậy và hamster mẹ nó sẽ tự động, cái bản năng của nó sẽ nuôi con cho đến khi mà con nó lớn thì thôi đó. Con nó lớn thì nó sẽ tự động biết ăn khoảng đâu đó là 2 hoặc là 2 tuần rưỡi gì đó thì nó sẽ tự động biết ăn luôn, các bạn không cần cho nó uống hoặc là uống sữa hoặc là làm gì hết đó, hamster mẹ nó sẽ tự nuôi con luôn. Ok, thì nếu như mà các bạn làm theo những cái bước như mình nói nãy giờ á thì cái tỷ lệ phần trăm mà hamster con nó sống mà trưởng thành luôn á thì rất là cao, khá là cao, khoảng đâu đó là 80 đến 90% nha. Còn 10% hoặc là 15% còn lại á, thì còn tùy theo cái môi trường của các bạn nữa, hoặc là con hamster của bạn nuôi con dễ hay không nữa. Cái đó thì còn tùy theo nhiều cái nguyên nhân nữa, cho nên là mình không có đảm bảo là 100%. Ok, và rất mong cái video này sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster sinh sản. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa nha. Ok, và các bạn còn thắc mắc gì có thể inbox phía dưới. Mình sẽ cố gắng, nếu như cái câu hỏi nào nhiều á, mình sẽ cố gắng làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn nữa. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.